A-di-đà Phật Đô Hương Xã Hiền Phạm Duy Hồng Vân Chư Phật Đại Hội Thất Giáo Vân Thủy Sư Viết Thượng Phật Tình Nhi Phương Phật Chư Phật Điện Toàn Vân Nam Mô Hương Phật Đại Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Hương Phật Đại Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Hương Phật Đại Bồ Tát Ma Tát Sơn Hoành Giá Hồi Cung Đề Nghị Địa Tiên Lao Cung Thủy Thủy Mời Tích Xưa Sinh Thánh Trong Đền Sông Sơn Trên đàn này ngàn núi nhất minh hương gia du từ bổ lượng vô hương hỏa nồi đắp thành tâm nhật chú viên thập phương nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát sơn thánh gia hồi cung thanh mẫu đệ tam minh cung tình mời thanh mẫu đệ tam a di đà phật phật tướng nào đan phật bà hiện chuyển mô di đà hát tư đại hải nam mô quang trung ma phật thế giới đại từ đại bi a di đà phật con nguyện nam mô a di đà phật con nguyện nam mô a di đà phật sa lo thanh gia hồi cung trần chiều giấc mắt đức thánh trần chiều anh đi hiện thánh ngự đồng ông cứu dân Câu thơ thật này
phú đồng mê hoàn thai chết diệu thay ván cờ tiên sóng xa dễ thế
họ còn được món rẽ vào hang động này. Chúa giáng sinh trên lớp tổ đốc cuồng năm năm thân ngày mão giờ dần. Thank you.
dốc 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 nào bằng bằng dốc dốc nghe thương tay đầu nghe thương tay đầu nghe về đêm đây đêm đêm đốt nuốt đi sừng xa bao tiếng thú sừng để gọi nhau son sáng tốt tốt tươi dương già đi lên ngàn năm quả nhiều hoa ơi à vẻ nhan sắc phương vi yêu đều nét phù dung muôn liễu nhợn nhơ sùng nghi vốn đi sẵn nơi từ trời ý. Tiếng tù và vang bên đình núi, tiếng tù và vang
trên đỉnh núi. Khen người mèo, khen người mèo vang mãi về miền xuôi. Người mèo vang mãi về xuôi. Dốc 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 trên sườn núi, xa lưng đèo người mèo ca hát. Dốc 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 trên sườn núi, xa lưng đèo người mèo đi về. Măng sung đi măng vàng, măng mai măng nướng cơm làm có xa rồi. Đường quay có nhớ giống vắt ngang đèo, nước trẻ trong veo nghe như tiếng sao mèo. Đình non xa chân chùa mới bước ra, đi hái hoa chùa lại đi hái trà. Rừng âm mô có tiếng nào tiếng mô, hỏi bạn rừng ơi gái rừng ơi. Chẳng ra nơi này chùa về đây chơi, chẳng ra đồng lộc so gì hơn năm ngoái năm xưa. Họ Hà con quê sớm con phùng thờ ý à. Giữa nửa đêm ra người mỹ nữ thật là thiên mỹ, non đồ áo trắng ngài đường. À, hồi cũng nhân bóng tôn quan cũng tìm đi mời để nhận tôn quan. Lại lớp chiều ra sẽ là anh ở đâu. Sấm vang
nghi tam ni có nghi mây mây xe đi kín rời. Thank you.
sai lên tổng đốc nghi sai hình các quan ngọn cờ ngọn kiếm ô vàng.
chuyển nhang quan về tấu một chuyển nhang tấu về thì phù các ban các tòa thiên đình so tới xem la cho nó xem la thiên đình cho nó xem la tiệc tháng ba đèn hoa đón rước
ông thung dung ngày mới bước chân dài. Ba hồi trống đánh thiên loa, rước ông tam phủ ngự trên tòa vàng. Lòng chúa tài mã lên rời, lên rừng xuống suối trôi theo về nguồn. Quan truyền tế độ sinh nhân, họ hà con cầu nhân được đắc nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân quan điều hòa. Sổ son đồ cho họ hà được ba vuông bảy tròn. Ông cho một huyền, cho một huyền giang phúc trừ tai, đồng gia họ hà ai ai cũng thọ trường. Nguyện thứ hai cho buôn bán trăm đường, tiền tài lưu loát bạc vàng để đai. Nguyện thứ ba cho kênh hầu đắp lê, họ hà con được phú quý sang giàu, họ hà con sẽ được sống lâu, ơn quan tam phủ được phúc lâu giàu bên. Công đồng họ hà con thề nguyện, nguyện một lòng, nguyện một lòng không dám đơn say, một lòng chỉ một công ai, trên theo Phật thánh dưới con theo đồng thầy. Mười phân về nơi nay con huyền tích dương công đức, cúi xin ông nho phước hạ xa, độ cho nam nữ trẻ dài, độ cho non nước nhà nhà được hưng long. Con nguyện chung thành tứ phủ, trước ngồi đồng mà văn vu bá quan này, căn cao số nặng tôn nhang, làm tôi ông thanh đâu có than dầu mèo. Họ hà nguyện, họ hà nguyện tu theo tiện giáo, cúi xin quan cho học đạo được minh,
khai cho đồng chí thông minh, khai cho sóng nhớ đường tinh đường thường. Họ Hà Nguyễn Tích Dương công đức, tu tiền duyên nơi cõi tục lầm than, xin quan nhỏ phước thiên nhang cho con được hưởng chữ bình an thang ngày. Độ mê xin quan ban nước thoái tề tâm cho đệ tử nhiều bề thịnh vượng. Họ Hà Nguyễn đèn hương dâng tiên cúi xin ông thương đến đồng gia, xin ông lái sáng điện đài cho con được hưởng chữ lộc tài công danh. Trước cửa quan tiền tài không tiếc, thác đi rồi con biết gì đâu. Họ Hà con dập phối tấu thủy, man chiều xê bóng theo hầu đức đại vương. Phật ngưỡng Di Đà, người trẻ người già quỳ trước quỳ sau, đến để ta biết bảo nhau chư tâm chữ đức là câu ở đời. Họ Hà ơi nhớ lấy câu này, càng nhiều tâm đức thì càng dày vinh hoa. Nay lòng trời tựa bể bao la, giá hồi cung tiệc bàn loan thỉnh quan đệ tử bốn con rời cài ngợi thiên cung. Chói chói vua phong phong quyền quát đi đệ tứ ngoài hùng, ngoài hùng dày vang Phụng hoàng tân cận thánh chúa thiên trung vương.
mời tàu hoa quan Nam Tào quan Bắc Đẩu sổ trường sinh nào ấu chép thảo hiền tu nhân tích đức quan xếp biển cho rõ ra quan đệ ngũ tuần sẵn vừa gặp gặp lúc lúc yên bờ cõi
tịch sở liêu truyền phổ ninh giang. Ở mấy người ngoài mai nó trật tự quá. Quan tình xá kể cùng non. Quan tình xá kể cùng non nước, chữ hiếu chữ chung giữa chữ oan. Hiện hách lưu truyền khắp Nam Bang, khắp bốn phương xa gần đều biết thiên quan tổng lập liệt thần cơ. Các cửa sông đâu đó phục thời Ninh Giang thiết lập đền thờ Quan Tuần Chánh. Cảnh âm thanh nhiều về lịch sử vốn đập bày từ cổ Sinai. Suốt nhập trang đài đào loạn quê huệ xung vầy xương ta. Sắc bồ nàng, sắc bồ nàng ra tay bề quê. Quan rào chơi thành thị hồ tiên nghe. Ba ngàn này thế giới dư biển quan để ngũ đức miền đông tây. Sắc sắc phù phong kim chi mà tam giới, tay chất tà sát quỷ trừ tính. Quan tuần này vạn phép muôn linh, quyền ông cai quản tướng thiên binh nhà trời. Ngự đồng sơi mình quyền bóng quý, lương nghi rời thủy khi đoan sang. Quan tuần nhiệt hách nghi vàng, ra tay tê đổ họ Hà con được nhờ. Gần xa tòng phụng, ai lỗi lầm mà quan mới truyền thai. Còn ai cách trở giang hà, cầm cờ chi núi đã tan không. Lòng ơn ông phản bội, hoặc ai mà lầm lối xuyên ta. Hay là cách sở giang hà, cầm cờ gì núi đã tan không nga. Cho một nguyện, cho một
một nguyện giáng phúc từ tay đồng gia họ Hà, ai ai cũng thịnh cường. Hai nguyện buôn bán trăm đường, tiền tài lưu loát bát vàng đời. Nguyện thứ ba cho canh hầu đắc lễ, độ họ Hà con được phú quý sang giàu hòa. Họ Hà con nay sống dài lâu, nhờ ơn quan đệ ngũ cho phúc lâu giàu bền. Họ Hà con đi tốt về tươi, đi chín về mười gặp người mà gặp gì. Ông đồ cho trên bên dưới thuyền này, gặp ông có đức, gặp bà có nhân. Họ nay đầu đồng ông giáng thế, ông về đây cho trần thế kêu mang. Ông bán nãy học lời vàng, để cho trần thế biết được mà tu. Về báo cho trần thế hãy tu đi rồi đến cho ngày mai. Đường tu như bề rộng sông dài, khéo tu thì nổi vùng tu thì chìm. Ninh Giang là nơi quan dưỡng tài, quan tuần chánh vạn phép châm may, kim chi đôi nước sức tinh trừ tà. Ơn quan lớn toàn toàn chánh giang thế, người tuyên truyền nhẹ bước bề hương soi. Dù trong vận đổi sao rời, ơn quan sáng mãi muôn đời con khắc ghi. Chào tôi lại trở ra về thánh gia hồi cung. Thì nay tương ngàn dân văn nè, thì nay trên ngàn đồng cung tuần quan nè, sang ngã đàn nè về đây. Trèo vào ngàn xanh.
trên thượng hàng đi để đất đất của tôi đi trên sườn núi sau lưng đèo nhà sàn vạch vạch nữa sau lưng đèo người mèo đi về trăm hoa rực rỡ, châu về đồng trăm con mắt nhìn theo, châu về đồng trăm mắt nhìn theo, mắt lông lênh hoa đào thắm, đôi môi cười dịu dàng chân bước, mắt lông lênh hoa đào thắm, đôi môi cười xa vời. Thấp thoáng bên
sầu thì đau hầu bầu vương nhát sông xa xa vừa hào quang ý à. Tục tục nghe chuyện liêu
sai thành gái lịch cùng giá thua tài. Ba năm đi hơn đi một ngàn ngày, có tâm tâm tu dưỡng ăn đi say luyện tài nghe bất thường dạo sớm hôm nay. Dùng bao nồi lên lục mà cũng công chúa về tiên tức thì bắt bắt lệ đi vào
hỏi thăm nghe bác lệ đi vào đền thờ sâu về non đi cao tầng tầng ngàn cỏ hoang nhưng mình mì du la bầy chim muông bách thú quỷ tâu chìm ngoành díu dít bên lầu dâng nhang lên máu bơi
nàng ái vốn sau nề sơ thơ sang thì ta đi tình ngày mang súng nghi mang bằng giang bằng máy bằng nước xa vàng cơm la mặt đường gương tuyết thảo hoa
xuân một đấng anh hùng. Quan tài văn ni võ lầu thông y mọi đài. Giữa cơm bơ hoàng sơi
thuốc siêu đào. Nhị tuần nám nâng lên điện ngọc, hai cô nâng mời là mời giúp ông bơ hoàng sơi. Quỳnh thiên gió ta chén rượu đào, tam tuần chung dâng lên đi bề ngọc đi các cô dâng mời là mời giúp ông tam tuần chung. Các cô dâng dâng mời là mời giúp ông tam tuần chung. Vần thư lai lắng thời ông bơ hỏi cung cung hằng cung hằng ơi, trăng đêm nay sao lúc mờ lúc sang chẳng nhớ thương ai mà khi khuyết khi ông nỡ chia tay sao đành dọc danh mái trèo mặc cửa điện họ Nguyễn hôm nay ông bơ đà tới ngồi trên cao bơ với tay gọi này họ Hà ơi, ông bơ chờ họ Hà đã lâu lắm rồi. Tiếng mõ ngân vang như rúa sạch phàm ông bơ vào đền niệm Phật Nam Mô A Di Đà. Mà họ Hà ghi ông nghe có thấy chứng minh có thật thì tế độ có tiên đi cứu khổ có Phật dặn tay
đấy đèo dốc ngược hang mây. Ông qua ngã ba Đông Phú, ông mới về đấy ngự đồng. Vân lại tập hội cùng người, bao oan kiêng của họ Hà quan hoàng bơ du hết. Ông mở đường cho họ Hà được vinh hoa. Ngài vốn tinh thông minh, ông độ cho họ Hà hầu xong vấn này thì đắc tài đắc lộc hơn năm ngoái năm xưa. Chứ lộc gần ông đem tới, lộc lộc xa, xa thần xa xa, xa xa ông cũng đem mà về. Ông bơ cũng khuyên rằng rằng họ ơi phải giữ lấy lệ, phải chiến theo Phật Thánh, dưới theo đồng thầy. Ăn quả nhớ người trong cây, muốn ăn đi quả chín phải nhớ người trồng. Còn ông tin mật thì yêu hoa, còn cam đời yêu nước mà đã là con nhà phải yêu kính thầy. Tấp nập rộn ràng bản đến hôm nay, đập nập mà rộn ràng nghe đèn hoa đón đi rước đưa ông về thoại cung thánh gia. Thank you.
nhang quy sớm đang nhang phục thờ trong kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô trong kinh có chữ Nam Mô. A Di Đà Phật hoàng đi chấp đồng hoàng bảy có phép thần thơ. Chân ông vắt treo như khóc.
Khổng Minh ngồi đọc sách, ông cầm điều thuốc như chiều tờ cầm được.
ai đếm được lộc ông bảy hoàng có bao nhiêu. Lòng ông nhớ lá trên cây lát đường còn không hết, ông tiếc chi họ Hà Nhật Ni Tân. Ông bảy khen cho họ hài có phúc lại có phần, hôm nay mà đọc hết thì sáng mai ông cho lại đây. Ông bảy nhủ rằng bao giờ trong mặt thì trời mọc đằng tây, sông lô mà hết nước nhỏ Hà ghi ông không hết lòng tay. Hò Hà ơi chớ vội chớ lo, nhất nhất tâm với cửa thánh thì ông y cho rất mẽ nhiều. Cầm y vàng này ai ơi, cầm vàng còn có lúc hoa rơi, nhưng y làm con ông bảy thì đời đời ấm y no. Cho nên các con ơi chớ có mà lo, hôm nay mà đi lễ thì cho gia chúng được nhờ. Ông lấy nước tiên tẩy hết bụi chân, thay nhi cao họ Hà được mười phần thánh cao. Chữ hương thường treo cao giá ngọc, chữ công dung nghi tứ đức quyền gì họ Hà con nghi dập mì gối tô quỳ. Xin ông hoàng bảy cho độ chỉ cho cả bản hội chúng con. Mà xưa kia chúng con nào ai biết chi ai, đầu xuân về đền Hà Nguyên thì chúng con như một nhà. Người gần cho chi mà người xa, Việt chi mà thánh thủy có xa chút ní nào. Bảy nhắn rằng ngày cũng mất nơi đường lên liến mau tu mũ bao dài, nhất nhất ngày tâm ma hòa độ dù xa cũng nên đi gần nhì. Bát bộ binh lệnh ông bảy truyền, bát bộ binh 12 tiên nữ rước ông về bảo hạ tấu đôi việc qua thành ra hồi cùng trấn thủ Nghệ An có hoàng mười. Ông trấn thủ Nghệ An về huyện Thiên Bản làm quan phủ dày. Thank you.
nhân ngọc luồn tay thẻ bạc, nhân ngọc lồng tay cổ đeo kim ma khanh chân dày thêu hoa ấy. Vắng hoang vắng cả mùa xuân nhớ người, vì nước vì dân vì đời cả thế gian. Thế gian nhớ miệng hoàng cười.
chứ tiệc vui hôm nay họ Hà thì ông Mười về già đúng đó. Chứ ông Mười về ông chứng đề chứng vụ rồi ông chứng tâm cho họ Hà cùng các ghế ông ôm đi đó đầy khách đò cùng sang sông chỉ yêu quê hương ông có dòng sông Lam có dài lùi hồng chỉ nghe vang 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 bên tai câu hò sủi nghệ ông Mười hỏi rằng họ Hà có mặn nồng ra răng gió xuân đã về mưa xuân các đệ tử nhớ nhung thuyền ai chứ thuyền ai đổ bến vâng lâu đưa câu mãi đây là từ nơi đền hoang nghe tiếng chuông vang con mà thấy bóng ông Mười loạn ra đây cũng phàm mặc áo choàng gấm cầm mà quạt ngà bước chân chân này ra về đêm một nàng tiên nữ tiết tha yêu kiều đàn dân khúc năm nay cùng dòng ngân liễu lo oanh vang để lòng hoàng xiết bao niềm vui để khi xa nhân đã giang rồi mà lòng hoàng luyến liễu đầy vơi hôm nay vui quá đi từ nghề ái quán hoàng giang lâm nơi này đường xa gạch trời đâu mà gió
đêm mở về đây đông sang bóng quý quán hoàng ơi sau trước gần xa xem mai lưu diễn hoàng thương ông thương cho họ hà phúc dày tài cao như xuyên chi
xanh nếu không chùa. Ai gọi là xanh nghĩ, ai mà nói giảm đến thanh đồng, cô không có ưa thì cầm
sao cô đo nước. Về đây cô đo lòng người, là tình là tình tàng tình à, tàng tình tình tàng. Mà đêm qua đồn tia dầu đầy, bước sao mà nó không cháy thì hỏi rầy tại ai, tại cô cả hay cô hai, bởi cô bơ thương họ hà nên chúc mày cũng đừng bông hoa nào còn đợi soi hoa đào còn đời gió đông thành ra ôi cũng lúc cũng văn thời thiên cô sáu đồng sơn trai nguyên xưa họ phật mê trong biển này chín từ. Đường cái đi qua
lên dâng nhang, cô về làm lên dâng nhang, dâng lên cho tới chín mười phương độ trì dâng nhang niệm niệm từ bi. Cung cấm quảng hàn nàng ma, cung cấm quảng hàn bầu sai cô xuống dương gian ngự đồng tích xưa cô ngự song sơn hài hoa oán ngọc sầu song lâu đài tuổi vừa mười chín đôi mười. Cô xin lại tương tác thanh đồng là tinh tinh là tinh tinh tàng tình a tinh 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 a đồng sơn là cô chiến quạt cho mát lồng sơn này quạt này bay con vi lúc nó sang bên này nước tàu tinh tinh tàng.